Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Malatka thì hãy truy cập ngay hải sản hữu bộ.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi hữu bộ, xin chào cho anh em. Tôi Cường Seven, chào cho anh em. Tôi Đô Trải, chào cho anh em. Tôi Lâm Cô Lương, xin chào cho anh em. Cái gì á? Lâm Cô Lương này. Bây giờ thành cô Lương luôn à? Vậy là tự bạn Lâm đã nhận là cô Lương rồi các bạn ạ. Tức là từ lần sau là bạn ấy sẽ không cắt tóc nữa, sẽ để tóc dài để cho thành cô Lương. Đang nuôi. Giờ thay đổi không nuôi dâu nữa, chuyển sang nuôi tóc. Và hôm nay thì anh em mình sẽ làm một món tiết canh các bạn ạ. Đó chính là tiết canh tôm hùm Malatka. Mặc dù mình bán tôm hùm Malatka nhưng mà thấy anh em lại bảo là chưa được ăn tiết canh tôm hùm Malatka bao giờ, nên là hôm nay mình đã quyết định là mang hai con tôm hùm Malatka đi để làm một món tiết canh để cho anh em ăn thử xem món tiết canh tôm hùm Malatka này nó sẽ như thế nào. Hai con rồi, đúng hai bốn người mà mỗi người con như thế. Mỗi người một con. Ôi giời, em cứ nghe là Alaska làm thích rồi. Hôm trước ăn loại tôm niêu tiêu dị ứng mệt lắm rồi. Ôi, mày à? Sống tươi rơi dõi, cười lắm, phải lắm. Đây là hai con tôm hùm Malatka. Ôi trời ơi, nhìn cái càng này kẹo gặm mình sướng đời. Đâu, càng này tí lấy nhân mà em. Anh em mình sẽ bỏ một hai cái càng ra, nhưng mình đi hấp để làm nhân của món tiết canh. Và hiện tại mình đang bán tôm hùm Malatka này. Bạn nào mà muốn thưởng thức những cái loại tôm hùm Malatka hoặc là cua hoàng đế thì có thể gọi điện thoại tới số điện thoại hiển thị ở trên màn hình các bạn nhé. Hôm nay mà ăn ngon thì anh em mình hôm nào làm là món tiết canh cua hoàng đế. Ủa? Cua hoàng đế có tiết canh luôn á? Có em ạ. Thế thì hôm nào phải thử dài luôn. Các ăn hải sản dài dài anh ạ. Bạn bỏ tạm hai cái càng ra để làm nhân đi. Còn ở đây là nguyên liệu để như mình nguyên liệu chuẩn bị em. Làm nhân thì ở đây gồm có mùi tàu, mùi ta. Đây là rau mùi chanh này. Lạc em ăn gần hết anh ạ. Đây là một chút hơn. Là cho mỗi thứ một tí để tạo nhiều hương vị các bạn ạ. Thôi, không ăn nữa. Đây thì bạn Lâm đã đi cắt hai cái chân ra để mình đi hấp rồi để làm nhân cái món tiết canh nó. Ê, anh chọc tiết chuẩn rồi nhé. Lại tiết canh mà lại không có tiết thì mệt lắm lại đái tiết. Dãy không? Tháo khớp rồi đỡ mất máu. Cho đây để em đi hấp để làm nhân. Có cái này thì hấp bia thì hấp nước ngọt này. Hấp nước kìa. Cho nước ngọt này. Sau khoảng 10 phút anh em mình hấp hai cái càng cua thì trời bỗng nhiên trở gió các bạn ạ. Cơn mưa kéo đến gọi là đen xì luôn. Cơn này cơn. Nói chung là trời kiểu muốn bão. Cơn gọi là gió rất là to. Đây là cơn đại hồng thủy anh. Mong sao là anh em mình thưởng thức xong cái món gọi là tiết canh tôm hùm Malatka này xong thì mưa. Ui, thèm đấy. Uầy, nó to vãi. Ui dồi ôi. Ai đã làm cái chân mùi. Yeah. Chặt đây. Cái chân này. Thèm không? Yeah. Ôi tỏ ấy. Ngon nhờ. Anh em mình sẽ băm nhỏ cái chân gọi là cái thịt càng của con tôm ra để anh em mình làm nhân các bạn ạ. Nhìn ngon vãi chó nhỉ. Đây, chấm muối ớt và ăn luôn thì thôi chỗ đấy để chế biến nguyên liệu đây em ăn cái chỗ này. Ở bên trong nó có cái gì đấy bạn ạ? Hôm trước buồn quá không được ăn tôm diêu. Ăn tôm hùm. Cái hôm mà anh em mình nướng tôm ấy còn chưa cần ăn đã bị dị ứng. Hôm nay được ăn tôm hùm Malatka bù luôn. Nhưng mà hôm nay có dám ăn tiết canh tôm hùm Malatka không? Không sợ. Cứ hùm Malatka là thích rồi, phàng hết. Đây mới chỉ đầu cuống thôi. Thôi mời các bạn nhé, mình ăn hùm hôm trước. Đúng rồi. Trước ăn tôm hùm bông thì nhân là tôm con. Hôm nay ăn tôm của Alaska nhân thì lại càng ngày càng chia sẻ. Mình mời các bạn đấy. Trời đang sấm, chắc là sắp mưa rồi các bạn ạ. Thôi, cứ anh em mình chén trong mưa vừa mát đi ạ. Thôi rồi bạn ạ, cho vào đấy, nhưng mình chuẩn bị mang ra để đánh tiết canh thôi. Nhân gọi là thịt tôm mà mình đã băm nhỏ đây rồi. Rắc luôn rau chứ anh? Ừ, cho rau cũng vào. Đây rau mù. Ý đứng là tê. Hạt tiêu luôn. Đây để em lấy hạt tiêu. Cơ bản là lần trước tiết canh em chưa được ăn anh ạ. Ôi sấm tối đi. Em mang tôm đây chuẩn bị đánh là vừa rồi. Anh lấy đồ long đao. đồ long đao rồi. Theo ngà. Ui giời, ùn như mưa luôn con ạ. Con này nhiều nước mắt thật. Chọc cái ra đầy tiết luôn. Khả năng chọc lỗ con kia. Ui, tiết mát thật. Có cần chọc luôn cái lưng không bạn? Gọi là lấy sạch tiết của nó luôn. Còn con nữa mà. Ủa, một con đã nhiều này rồi. Đấy, em ơi. Cứ sấm thoải mái đi. Đội đây. Ui. Ôi thao tiết luôn. Ồ nhìn hồng hồng nhìn đẹp nhỉ. Màu đẹp mắt rồi. Con này tiết kiểu như nhiễm cái gì đó nên là hơi có màu một chút các bạn ạ. Con này đến tháng bạn ạ. Vậy là như mình đã được một đĩa tiết tôm hùm Malatka đây rồi các bạn ạ. Đợi nó đông và như mình thưởng thức thôi. Đấy, để anh đi hấp người. Ôi, chén luôn. Đợi trong khi đợi đông. Vậy là sau cơn mưa thì trời lại bắt đầu sáng dần rồi các bạn ạ. Bây giờ thì anh mình sẽ phải thưởng thức món tiết canh tôm hùm Malatka này trước. Đây là lần đầu tiên của anh mình thưởng thức món tiết canh tôm hùm Malatka. Em cho lạc vào đi. Em lần đầu tiên được ăn tiết canh hải sản đấy. Rồi thì thôi em ơi. Mình cho một chút chanh vào. Ui ôi, đầm cứng luôn này. Đầm cứng luôn các bạn ạ. Ăn chắc ngọt lắm đấy. Thử. Em nghe nói lần trước anh Lâm ăn tôm hùm bông à? Tôm hùm bông tiết canh. Thử vậy, để lần này thử tiết canh. Ôi, đầm cứng luôn này. Sẵn luôn. Tiết canh đồng cứng luôn các bạn ạ. Thơm hết nhỉ. Mời các bạn nhé. Được không? Thơm. Có lạc nó ăn bùi. Vị lạ ngon lắm em. Ăn vị lạ. Ăn ngon rồi anh ạ. Em cứ tưởng cái loại sống sánh làm nước biển nó phải mặn rồi, hóa ra không mặn chút nào. Công nhận hôm nay có lạc ăn nó bùi hơn. Nhìn anh em sắn tiết canh như kiểu sắn keo con chuột ấy. Nhưng mà anh nghĩ là nó ăn nó không ngon với không ngọt bằng tôm bông ấy. Tôm bông ngọt hơn đây. Cái loại đấy em chưa ăn. Thế mà chứng tỏ là bạn cũng khôn mồm phết bạn ạ. Cái loại đắt tiền hơn. Nhưng mà ăn ngay cái nhân của nó ngon rồi. Thơm. Nhân làm bằng càng cua khác. Em thấy cũng là càng tôm ngon. Không biết là có một ngon hơn nhân tôm con rồi anh. Mùi vị ngon rồi. Kiểu nó hơi đậm. Không biết tả như nào. Bạn sắn đi. Đây con này. Trình đông cứng luôn. Trình độ đánh tiết canh của anh mình giờ lên thượng thừa đánh đông cứng luôn. Kiểu như đổ bê tông luôn các bạn ạ. Ăn dẻo, em dẻo luôn. Cái này mà chắc như mình để khoảng lửa tiếng nữa chắc là kiểu nhai như kiểu như kẹo bột đấy. Không biết anh em có biết cái kẹo bột không? Biết, kiểu kẹo lạc ấy, nhai nó giòn giòn mà. Cường tía ăn có sức mắt không? Tía ăn đi có sức mắt không? Đã bảo cái loại mù Alaska rồi. Cường mồm anh chả? Ăn côn mồm lắm, ăn loại này không bảo sưng mắt. Loại kia đậm một cái dụi đến mắt mà đã sưng hết cả mắt rồi. Nên phải nói ăn con tiết canh này ngon. Không mà thử xem cua hoàng đế xem nó có ngon như thế này không. Cua hoàng đế đánh tiết canh em nghĩ ăn còn phê hơn. Cái loại đấy nó đắt gấp đôi loại này anh ạ. Em nghĩ cua hoàng đế đánh ra một cái mâm anh ạ. Mâm. Thế này làm như hôm hai con đấy ạ. Đánh còn mâm ăn phê ấy. Thế cái loại ấy chắc là phải pha tiết lợn vào thì mới thì mới đánh ra mâm rồi. Bạn cho thêm ít keo 502 vào. Nói như mâm này nhưng mà ăn ngon thật. Ôi nhưng mà kiểu nó đông lại bạn. Nó màu nó kiểu như là màu hơi kiểu sang kiểu sữa, màu sữa đục ấy, kiểu màu đục ấy. Nó khác với màu kiểu con tôm. Tôi nhìn thì giống kiểu thạch ấy. Anh em cứ gọi là ngâm trong mồm đi thì xem nào. Cái tiết canh này nó có đặc điểm mà nhìn nó keo giống như lần trước con sam biển, tiết sam biển ấy. Đúng rồi, cái loại đấy anh em mình chưa đến tiết canh khả năng cũng chưa thử luôn. Mà tiết tôi về đậm anh nhỉ, chả cần cho gì sao. Nói chung ăn nó ăn tiết này hầu như tiết ăn những loại tiết canh kiểu hải sản lúc nào nó mát, ăn mát lạnh luôn, xuống đời thật. Rồi để anh đi lấy. Ôi anh mở hình như đang tuôn trào đấy. Mình nghe anh em bảo là món này rất là ngon. Thực sự thì mình cũng xem trên mạng rất là nhiều về cái món tiết canh tôm hùm Malatka này. Nhưng mà thấy mọi người bảo là mặn mặn. Nhưng mà riêng hôm nay và anh em mình đánh tiết canh tôm hùm Malatka này thì anh em thưởng thức thì lại bảo là rất là ngon con ạ. Để mình sẽ thử một chút xem vị của nó sẽ như thế nào. Quá ngon luôn đấy. Cứng thật chứ. Ăn bê luôn, bê luôn. Mình mời tất cả mọi người nhé. Đúng là tiết canh này thì nó có một chút vị gì đấy gọi là đậm một chút các bạn ạ. Chứ không phải là mặn như những clip của các gọi là bạn các đánh tiết canh tôm hùm Malatka mà chỉ gọi là đậm một chút thôi. Xong chưa bạn? Anh ơi, đều. Thơm quá. Nhưng phải nói quả tiết canh này đánh rắn. Đánh chuẩn luôn đấy. Ôi da. Thơm đấy anh. Cái kiểu tiết canh nó có rau rồi lạc những thứ vậy. Ăn tê tê thơm các kiểu luôn các bạn ạ. Rất là ngon, riêng cái món tiết canh tôm hùm Malatka này phải nói là chuẩn. Anh ơi, có lấy tôm hùm bông à? Càng đâu. Càng bé bị như thịt rồi. Nóng hơn nóng. Ôi, liệu sống nhỉ? Không. Anh mình luộc khoảng độ 40-50 phút rồi. Ui, luộc thịt kìa. Ui giời. Nóng quá. Nóng các bạn. Cứ bình tĩnh thôi. Không đi đâu mà vội mà vàng. Bây giờ ăn tạm tiết canh nhé. Đây, tiết canh còn mỗi 5 miếng nữa. Phải nói là món tiết canh này ngon. Thiết kế em cho em này ra khỏi thân. Tôi chỉ sợ. Ui, ui, gạch. Ui. Đây là kiểu như gạch này. Đây là kiểu tiết với cả gạch của tôm bị bám lên cái đầu vỏ này các bạn ạ. Lòng hói. Béo bách tròn. Dùng thìa. Dùng thìa móc dài. Căn bản là nóng hổi quá lên này nhưng mình không cắt được cả cái thân của nó ra các bạn ạ. Bỏng tay luôn đấy. Bạn ạ, nhưng mà vẫn có cách. Wow. Ôi các bạn. Thức rồi. Cắt bạn. Đây là cái miếng này để Cường. Bởi vì Cường là sợ kiểu phần giữa là bị dị ứng. Cầm thử ăn không nào. Cảm ơn anh nhé. Ui, nhìn miếng thịt ngon thật. Mời mọi người nhá. Bát nước chấm thần thánh. Ngon bãi tròn. Ăn nóng bỏng mồm. Wow. Đó. Ui, ngon lắm. Wow, thử ăn lóng xem như thế nào. Bạn thấy vị gì? Nóng. Nó sau khi nóng nó quá ngon luôn. Nó ngọt vãi chưởng luôn các bạn ạ. À, ngọt cực kỳ luôn. Thịt ngọt vãi chưởng luôn. Nó ngọt luôn này. Lần này giống hiển thị nhất nguội tay. Ăn nóng nên ăn nóng rất ngon rồi các bạn ạ. Ừ. Không chê đâu được luôn. Ngọt thật đấy. Ngọt vãi chưởng. Em đang uống mày chắc ăn và khói luôn này. Rồi và khói luôn. Giống như đây là thuốc nhỉ? Bồi bổ bao nhiêu chất là người. Lắm quá. Ui à. Phải nói làm. Ui, kéo ra vắt sạch bong luôn. Không coi tiêu vỏ đó. Hôm nay đúng ra là anh mình làm món tiết canh tôm hùm Malatka làm chủ đạo cho clip ngày hôm nay các bạn ạ. Nhưng mà sau khi thưởng thức tiết canh đã ngon rồi, hôm nay ăn thịt tôm thì cũng cực kỳ ngon luôn. Nhưng mà hôm nay phải nói là toàn diện cả cái clip này. Món gì mà anh mình làm cũng rất là ngon các bạn ạ. Còn tí tiết canh không có từ nào phải chê nổi. Không bỏ phí được. Ngon đấy anh. Dùng đi Ăn thịt thì đang nóng. Ăn chuyển sang tiết canh thì mát mát. Âm dương hòa hợp đấy. Đã thế lại trời vừa nắng lại mưa. Và anh em mình thì đã thưởng thức xong món tiết canh tôm hùm Malatka và thịt tôm hùm Malatka rồi. Và không để làm mất thêm thời gian của các bạn nữa thì anh em mình sẽ dừng clip này ở đây. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh mình ngay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh em mình nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của anh em mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.